Động đất tại tỉnh Vân Nam làm ít nhất 398 người chết, tin từ Lỗ Điện. Động đất tại một vùng hẻo lánh của tỉnh Vân Nam vào lúc 4 giờ 30 phút chiều Chủ nhật đã làm ít nhất 398 người chết và trên 1.800 người bị thương. Liên lạc đến vùng động đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những con đường đi đến khu vực đều bị đá từ trên núi đổ xuống che lấp. Chính quyền địa phương phải dùng thuốc nổ để khai thông đường cho các toán cứu cấp đến khu vực. Một toán cứu cấp khoảng 100 người đã đến Lỗ Điền. Đài CCTV cho biết, lực lượng cứu cấp khoảng 6.000 người đang được đưa đến Lỗ Điền. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã đến khu vực để chỉ huy công tác cứu cấp, còn số tử vong sẽ còn tăng cao. Trận động đất mạnh 6.3 độ, tâm chấn động ở thị trấn Long Đầu Sơn có khoảng 265.000 người dân thuộc huyện Lỗ Điền, tỉnh Vân Nam. Động đất có thể cảm nhận được từ tỉnh Quý Châu và Tứ Xuyên. Hiện trời đang mưa to cho nên công tác cứu cấp sẽ khó khăn và nạn nhân không còn nhà cửa sẽ khổ sở rất nhiều trong các ngày tới.